Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin anh em của game hay tại chế mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay, trước vào video trước nha, em xem video bằng like, share, đăng kênh đăng ký phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày mai thì nè, nhanh thật các bạn, thoáng cái một tuần đã lại trôi qua, hôm nay lại là một sáng thứ bảy rồi các bạn ạ. Vâng, và vẫn tiếp tục với series hàng tuần sáng thứ bảy của chúng ta, đó là series nhập pool code hốt quà và khởi động server mới anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khởi động xe mới để xem nay chúng ta sẽ có những gì, cái gì hot đây anh em. Nói về phần cốt quà thì hiện tại chúng ta còn đâu đó 6-7 phần cốt cộng quà anh em nhé. Cốt cộng với quà thì may ra mới được 7 cái anh em, còn không là chỉ có 6 này, 6 cốt thì anh. Và 6 mã cốt này là 6 mã core đe vấn biến của game. Trong đó có core đe tuần được reset hàng tuần, đó là core đe HT, HT0404 là core đe tuần này. Tuần sau sẽ reset vào thứ hai này, không biết là con nó sẽ thay đổi là gì thì chưa biết anh em, tôi cũng chưa check. Rồi ok các bạn, đây đây là tổng rồi, giờ nhập là nó cứ phải bắt đợi các bạn, đây 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 đây, giờ nhập là câu chuyện nó cứ phải bắt đợi như này các bạn. Một cốt, hai cốt, mấy quà ngoài như có 7 phần thôi anh em, giờ tổng có thể có 7 phần cốt quà đây này, hốt hết luôn. Rồi cái tuần này quẩy ngon nhá, không phải nói thật sự anh em, nhưng mà tuần này tôi thấy quẩy sự kiện tuần này khá là ngon. Ừ. Tuần này quẩy code sự kiện hay quà gáp gì bất kể gì cũng đều rất là ok các bạn, nó không không như như tuần trước. Đặc biệt có một hai dương sự kiện mở ra 50k kim cương, trong một cái dương thì mở ra 10 form đến chỉ 10 sao anh em, thề có mấy ông mở bét nhân phẩm giá ban luôn ạ. À. Trong khi tôi mở thôi nghỉ luôn đi anh em. Chán không muốn nói ạ. À. Bản thân mình cũng cảm thấy chán rồi. Rồi ok các bạn đây. Hiện tại đây anh em, 1 2 3 4 5 6. Đây nữa 7 anh em hết. Đó. Đấy giờ nhảy xe mới có bấy nhiêu đó anh em, nữa qua nào. Thu về được đâu đó 3k kim cương. 31 thùng bia. Có bia vàng không? 10 có bia vàng anh em. Thôi quẩy luôn anh em, 31 thùng bia thì 31 thùng bia các bạn quẩy luôn. Sự kiện giờ là khởi động là phải vậy rồi. Không quẩy không đủ được kim cương anh em. Ồ vậy giờ mà không quẩy là không đủ được kim cương. Ồ cho em luôn nè. Ui ô kìa, nhân phẩm đấy nhờ, vẫn là nhân phẩm đấy, làm phát hai cháu S luôn ngay từ đầu anh em. Cũng ra gì này nọ đấy, bớt dớn ạ. À, 5k kim cương tròn rồi anh em, tuyệt vời đấy. Nhận qua nào, vô 20 đấy rồi anh em. Rồi rồi thì có kim cương thì cũng cứ làm lên 50 thùng bia trước về đó anh em, rồi tính sau. Thế là loanh quanh thì trước mắt thì chúng ta cũng chỉ ăn được mốc 80 thôi anh em, 80 thùng bia trước. Rồi chúng bắt đầu đi quẩy sự kiện tiếp rồi tính gọn nhá. Tới nào, tới nào, 2k thùng, à quên 2k điểm anh em. Rồi ra ngoài lượm nào, 50 lượt đánh boss nữa anh em cũng được. Cứ thong thả khởi động thôi anh em, hôm nay sự kiện này khởi động ngon mà, cứ thong thả khởi động thôi các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ qua bên sự kiện anh em, xuống khu vực đó là thuốc hoán đổi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đổi tập trung vào đây anh em nhé. Ô đổi 9 lần luôn này. Yo ngon anh em. Hôm nay vì là server mới nên tôi chỉ tập trung đổi vào cái dương mở ra kim cương thôi. Đó, nhân phẩm xem đến đâu anh em, hôm nay tập trung vào đấy. À, tuần này nói chung là quẩy xe mới nói chung là một cái gì đấy vô cùng vĩ đại thật sự luôn. Với cá nhân anh em thấy sao về sự kiện này, cá nhân tôi thích thật sự anh em, đánh boss nhận kim cương xong rồi lại còn một quẹn sự kiện các kiểu khoái giá man luôn ạ. À. Lâu lắm rồi chúng ta mới có mấy cái sự kiện chơi nó kiểu remote đẳng cấp viral như thế này các bạn, mang tầm quốc tế luôn ạ. À. Ngon lành. Đấy, sau giờ chúng ta lên đổi thêm 100 lượt đánh boss nữa rồi anh em. Vì tuần này bên shop kim cương nó bán rất rẻ luôn các bạn nhá. Hạt rẻ luôn á, mỗi lần là 1k. Nhưng mà bán là chỉ có 500 thôi các bạn. Đây ngay bây giờ mua 8 lần nữa này. Đó. Đấy tí lên một lốt anh em. Đây, lại xuống lượng kim cương lại quay trở lại anh em. Chỉ lấy chai Coca thôi. Tí đi đổi điểm mở dương thử anh em, biết đâu đùa con nàng này hên 150k kim cương thì sao ạ? Uầy. Nghĩ mà giờ ra con nàng 50k kim cương chắc tôi cho anh em tài khoản mật khẩu vào chơi luôn. Nói thế thôi, đây là chính của tôi các bạn không cho được. Quên nhỉ, đúng nên ra sự kiện ngon này nên ta phải nhập Aclon.
Để ví dụ mà không ai ạc này mà mở ra được 50 kim cương hoặc là 100k kim cương thì còn có cái cho anh em ạc luôn. Bây giờ nó mà ạc tôi thì làm sao mà ấy được anh em. Nhưng giờ lại phải đợi 10 giây nó mới đổ được các bạn. Bên nó pick rồi. Nó pick bởi vì nối anh em, bữa bị nối nhiều quá nên giờ bên này nhà phát hành pick lại cái này rồi. Mất là được thêm 2 lần nữa anh em nhé. Hồ này tạc thì không 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 có để mà đổ rồi anh em. Số là được 20 túi đựng tiếp. Ta có thêm 26 thùng bia anh em. Đúng, số quay được ngon nhờ. 80 cốc bia vàng à. Ok, chúng ta sẽ làm 50 cốc bia vàng cho đi anh em. Tới đâu tới các bạn làm trước 50 cốc bia vàng đi. Hai này. Nói chung tuần này là sự kiện bao ngon chứ mà nào nữa nó phải nói gì nữa anh em, bao ngon. Anh em nào mà không chơi thì nó thật là hơi tiếc. Không ít thì nhiều các bạn cũng cứ lên đẩy, còn đâu nếu mà đánh boss tư được kim cương nhiều ấy, nếu mà anh em không đổi trang bị thì tôi khuyên các bạn không nên tiêu gì luôn, thật sự luôn. Nếu như bạn đã không đổi trang bị thì tốt nhất là không nên tiêu, để lại đề phòng tuần sau ra bữa cơm Sanji thì lại đứng nhìn các bạn không làm gì được là cay cú lắm đấy. Đó, giờ này bắt đầu là thuộc dạng ra thuộc dạng là bên dư kim cương rồi các bạn, dư kim cương rồi. Rồi. Nhận quà. Tí nữa là quên anh em, chúng ta còn nhiệm vụ đổi được lính chì nữa mà. Đổi lính chì 6 sao này các bạn này. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6. Đó. Ăn đủ đổi anh em, được phát nữa. 1 2 3 4 5 6 đổi đi cho nó đỡ chật túi các bạn. Thì đúng 2 phát à? Ờ được rồi. Đây, từ từ xuống boss nào. Được 2 phát nữa anh em. Ú, ngon nhờ. Rồi, kim cương kiếm thô đồ luôn các bạn. Đây anh em, chúng ta có cái dương kim cương này khá là ngon. Dương form tướng đây cũng khá là ngon anh em. Tôi mở đây, hôm qua tôi mở được 3 đấy. Tôi mở được 3 lính chỉ là 5 lính chỉ được 10 lính chỉ càng ngon các bạn. Anh em thâu để game ma. Dương test nhân phẩm này. Chúng ta có 2 dương đặn dương này nữa anh em. Dương này thì có khởi mở được 100 thùng bia nhưng mà thôi, không test dương này anh em. Ngoài ra thì có dương mùa đông đây nữa anh em, cậu mở thề nhiều ông mở ra 5k ảnh thật sự nhá, mà tôi mở trả ra cay thật sự luôn đấy. Xem anh em mở mà thật sự xem mà vừa ghen tị mà vừa thấy đau lòng các bạn, mình mở mãi không ra, xem các bạn mở ui nháy 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 ra nhìn đá giá man ạ. Thôi quay lại tấm đề chính các bạn, nay thì chúng ta sẽ tập trung test dương này thôi anh em nhá. Đấy, test dương kim cương này thôi. Đấy, bữa nay nhà phát hành thêm mấy quả dương này nói chung là được, phục vụ anh em nhà cũng tốt các bạn thật sự luôn. Ok, giờ thì chúng ta có liên ít là 12 dương đúng không? Tôi sẽ mở 4 dương trước. U là trời, 20k kim cương các bạn. Giật mình luôn ạ. Trời ơi. Yo. 20k kim cương anh em. Uầy. Đỉnh thế nhờ. Ai chơi mà đỉnh thế. Trời ơi. Dân chơi khác anh em đỉnh thật sự ạ. À. Giờ thì tao mà quẩy các bạn. À, chúng ta sẽ ghé vô nổ anh em. Lấy hội nào. Đây mua anh em. Mua được 2 lần luôn à. Chậm tay thôi à. Ở đây chậm tay lại rồi. Tuần này chưa kiếm cốc bia nó dễ các bạn, chứ thùng bia thì kiếm nó hơi khó khăn anh em nha, chứ cốc bia thì các bạn kiếm nó khá là dễ. Bây giờ đập chỗ này cũng được 120 thôi anh em. Ui nhưng mà ngon hay. Ui ạc như này mở ra được 20k kim cương, thế mà tôi mở không ra đâu đấy. Cố gắng cố gắng anh em, phải xem nào, để tôi check xem mấy gói nạp xem tuần này nạp ngon không, xem có nạp cũng được các bạn. Đá giá man ạ. Sự kiện. Chúng ta có gói kim cương. Gói kim cương này có mốc 400 này. Ui, ngon chưa này. Dương điện thoại. Gói chiêu mộ. Mắc thế, còn 2 triệu anh em. Gói khuyến mãi. Gói
có một chỗ gói nhìn trông cũng được các bạn. Đổ linh chỉ xem nào. Hôm nay giờ bỏ kim cương và đi mua thùng bia anh em, nghe nó hơi vô lý. Mà đúng thật, hàng này thì cũng không làm gì được nữa các bạn, thật sự luôn. Tầm này với hàng này giờ hiện tại là không làm gì nữa các bạn, xem nào, chưa mua đặc biệt. 120, đủ 20 cốc nữa à. Ok, làm đi. Vậy làm luôn anh em. Cái này tôi không đập, không làm Arcalon anh em, đây này ạc chính của tôi cơ. Đúng này cũng chủ quan không lấy ạc này, giờ cho anh em nào chạy xe mới vào mà chơi các bạn, 20k kim cương quá ngon luôn. Gọi tuyệt vời luôn, nhưng mà không các bạn. Tiếc cái này tôi lại chủ quan, tôi đập bằng ạc của tôi cơ. Nghĩ tiếc thầy. Không cho anh em vào chơi các bạn, đây. Cá được bốc 150. Thêm ít nữa đánh boss nữa các bạn. Ui, hè bé nhân phẩm giá man ạ, mở không tưởng tượng ra luôn các bạn. Đúng đời luôn ạ. Làm nháy nữa anh em, làm thử nháy nữa. Ui, 15k kim cương nhìn bê đấy nhờ. Ê, con nào mở ra 50k chưa? Cái đây như pool là 50k đấy các bạn. Đấy, cái dương như là 5 pool là 50k đấy. Như tôi thấy mở thế nào cũng thông dạng hên lắm rồi đấy, 20k là thượng cũng đỉnh chóp rồi. Ok, nói chung thì video sáng nay thì cũng dạo quanh vui chơi sự kiện xem mới đấy thôi. Tình hình thì anh em của xem mới sự kiện sao rồi. Đó, ngoài ra thì bạn nào có nhu cầu gì xem mới đấy thì code đây anh em nhá. Đó, không có code là code giả code thật đâu, đây toàn code dùng được thôi. Nói nhiên nó có nhảy thì nếu mà dùng. Đâu đây series hàng tuần nên là nếu bạn có ý kiến thì thôi tôi không chẳng nói gì. Nói chung thì cũng cảm ơn những người đã ủng hộ tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ thì bye bye.